Hello. Các bạn ơi, hôm nay mọi người hôm nay chúng ta sẽ chơi môn bóng đá kiểu bà sảnh đấy, húc bà sảnh nhá. Và bây giờ là chúng ta bắt đầu chào khán giả nào. Quay đằng sau. Quay lại đây, quay lại, bắt tay nào, bắt tay nào, bắt tay đồng đội nào đó. Rồi đấy. Đấy, bây giờ là team team bà sảnh sẽ là team gọi là đội lông lông gà nhá. Còn bà An sẽ là team lông vịt. Đấy, đây bây giờ hai bà hai đội về về vị trí của mình đây. Đây. Đấy. Bà sảnh là sẽ là bắt môn đúng không? Bà Sĩ với bà An là làm tiền đạo nhá. Đấy, bây giờ là bà sảnh lên ra bóng, là bà sảnh với bạn. Để bà sảnh với bà sưởng ra bóng trước. Tức là truyền cho nhau nào. Lên đi, hai bà lên đi. Xong rồi. Lên. Ra bóng từ từ ra bóng. Đấy, bài bắt đầu. Trận đấu bắt đầu nhá. Đấy, mỗi hiệp là sẽ là 5 phút. Cố lên. Ôi sao lại chạy nhau đấy. Hai bà sẽ là chạy nhau. Hai bà ơi. Đá lên gôn kia chứ. Hai bà đá lên gôn kia. Đây, hai bà tránh đi. Đấy. Cố lên. Không đừng dùng tay nhá, đây. Đấy. Cố lên. Bà Sánh là đưa bóng lên đấy. Xem có vào được ngôi đâu nào. Đừng chờ nhau. Cố lên. Bà Sánh vào đi. Đấy, còn biết ngôi thôi. Cố lên. Được gần một phút rồi. Đó là cố lên. Một góc. Chuyển cho bà Sánh. Chuyển cho bà Sánh đi. Bà Sĩ đi bà. Cố lên. Cố lên bà. Cố lên. Ơi, sắp vào rồi. Sắp vào rồi. Tím bà xảy ra, ta thua một quả nhá. Bà xảy ra thua. Tím lông gà đã thua một quả. Bây giờ giao bóng, giao bóng lại nào. Đá lên trên nhá. Nói, bóng. Bà Sánh lên tranh bóng thì mới vào được chứ bà Sánh đâu. Cố lên. Hoàng bà Sĩ truyền cho bà An. Chưa được. Thôi rồi. Không được dùng chân nhá. Cố lên. Rồi, hết hiệp 1. Rồi. Bây giờ là hai đội đổi bên nhá. Đấy. Bà Tiểu lên đây, xanh ra đây. Đấy, bà xanh ra đây. Đấy, đổi bên.
có cần nghỉ ngơi uống nước không? Không cần đâu đúng không? Đúng. Làm nhanh để còn đi chăn vịt đúng không đấy? Từ từ. Đây. Từ từ. Hiệp thi đấu thứ hai giữa đội lông gà và lông vịt bắt đầu. Cố lên. Mắc rồi. Ôi, nhanh lên. Đúng rồi. Nhanh lên. Bà Tiệp lên chân mày lá rồi. Phạt penalty nha. Không. Ra. Ba hai ba ra, bà trưởng với bà sảnh ra. Đấy. Penalty. Bà cũng phải sẵn sàng nghe thấy đúng này. Phạt penalty từ từ. Phạt penalty. Ba gần một tí. Rồi. Rồi. Đây, khán giả không? Út. Lại, không vào là đấy, bà sửa nhá đi. Chân dòng lại một tí, đấy, dùng một tí. Đấy. Mở hết năng phải vẫn đi. Và phạt penalty thứ hai, bắt đầu. Được rồi. Không vào rồi. Rồi, bây giờ tiếp tục. Đây, bây giờ là thủ môn phát bóng lên đi. Bà lên đi. Thủ môn phát bóng. Bà Tiểu phát bóng. Ừ, để bà Tiểu phát bóng nào. Lên lên hết bà Sánh và Sướng lên trên này đi. Bắt. Đấy, bắt đầu nào. Nào, cố lên. Không được dùng chân nhá. Nhớ chưa? Dùng chân là phạt nhá. Đấy. Nào bà Sánh trên này đi. Dạ. Nó ra đây rồi. Đây, bà Sánh với bà Sướng lên ra bóng nào. Ra bóng, chừng cho nhau. Vào đi, vào đi, vào đi. Vào đi. Vào lên. Cố lên. Đừng đá bóng nha, đừng dùng chân nha. Cố lên. Bây giờ là cô gái nhỏ bé kia sẽ giao phần thưởng cho các bạn. Đấy. Bây giờ các bạn ra đây như lúc đầu nào. Đấy. Đấy. Từ từ, cháu cứ đứng ở đây đã. Tí nữa chú bảo là sẽ vào nhá. Qua trận đấu hôm nay là đây Sánh lên đây đi. Chưa được quà nào đúng không cháu? Hôm nay chơi có vui không các bạn? Vui đúng không? Rồi. Và bây giờ là kết thúc trận đấu thì đội team lông vịt đã giành chiến thắng là 2-0 đúng không? Cái đội lông vịt ác quá. Đội lông gà là thua. Không được quả nào đúng không? Rồi. Và phần thưởng của các bạn sẽ là như thế này. Đây, xin mời nhân viên nào. Đó. Đấy. Cầm theo để chú cho phát các bạn. Phần thưởng của các bà là sẽ mỗi người là một bó đũa đây. Trao cho đội chiến thắng. Đấy. Chiến thắng. Đấy. Rồi. Rồi bà Sánh cái thủ môn này bắt nó có mau được. Thôi bắt tay các cả hai đội nhá. Đấy, không ăn thua đâu. À quên, từ. Rồi, bây giờ đến lượt bắt giỏi mà nhưng mà nó họ nó ép chết mình quá. Giải nhất là được mình có ngã được 100.000. Đấy, còn kèm theo một bó đũa.
Nhất là được 100 nghìn nhá, đi mua BB ban nhá. Đấy, đây còn được đội nhì được 1 nghìn. Đấy. Cái này mới bán. Tối mà thêm được 1 nghìn. Bây giờ chào khán giả nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá.